Theo thông tin ban đầu, gần 10 giờ sáng ngày 11 tháng 6, tại công ty Eugene Vina trên đường số 4, khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát ra nhiều tiếng nổ từ khu vực phía sau nhà xưởng. Bảo vệ của công ty này đến kiểm tra thì thấy cột khói bốc lên cao, liền thông báo cho lực lượng chữa cháy của khu chế xuất triển khai dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã đến hiện trường ứng cứu. Tại hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chia thành nhiều hướng tiếp cận, dùng búa phá tường, đưa đường ống nước vào bên trong để dập lửa. Đến hơn 11 giờ, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được lực lượng chức năng thống kê và làm rõ.